Nếu bạn là người năng động, cá tính, yêu thích sắc màu thì hãy để ý đến hãng sản xuất Mobistar. Mình thấy hãng này làm sản phẩm nào cũng đưa hàng loạt màu sắc giống như kẻ bốn mùa vậy. Chiếc Mobistar Tuckpin 402C cũng đa sắc như vậy. Ở đây sẽ có hai phiên bản là phiên bản RAM 512 và RAM 1GB. Về thiết kế thì cả hai bản 512MB và 1GB đều như nhau, chỉ khác là bản 512MB có nhiều màu sắc để lựa chọn hơn. Sản phẩm vẫn rất nổi bật nhờ thiết kế trang nhã và các góc được bo tròn thanh thoát. Mặt trước có loa thoại và camera phụ, phía dưới có ba phím cảm ứng không được hiển thị đèn. Mặt sau được làm bằng nhựa và có nhiều màu. Khi thích đổi màu khác thì bạn chỉ cần đổi cái nắp lưng là được. Ngoài ra thì ở mặt sau còn có camera chính, đèn flash, logo Mobistar và loa ngoài. Cạnh phải bao gồm hết các nút như là nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Ngược lại thì cạnh trái chỉ có cổng micro USB. Trên đầu máy là jack cắm tai nghe 3.5 và cuối cùng cạnh còn lại là một micro đàm thoại. Sở hữu màn hình LCD 4 inch với độ phân giải là 480x800 pixel cho vừa túi, cầm vừa tay. Kích thước nhỏ giúp máy thuận tiện trong việc cầm nắm, di chuyển nhưng vẫn đủ đem đến những trải nghiệm tuyệt vời khi xem phim, xem ảnh, lướt web hay chạy các ứng dụng game giải trí nhẹ. Pin 402C sử dụng vi xử lý Contact A7 2x với tốc độ xử lý là 1GB, kết hợp bộ nhớ RAM 512MB hoặc là 1GB và chip đồ họa Mali 400MB. Phần cứng của máy ở thời điểm này được đánh giá là yếu nhưng với giá thấp và vẫn giữ máy chạy ổn định, thực hiện tốt các chức năng nghe, gọi và chơi được nhiều ứng dụng game giải trí nhẹ khác nhau thì đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Camera sau 3MP hỗ trợ quay phim những phút giây vui đùa bên bạn bè và người thân của bạn sẽ được lưu trữ lại bằng những bức ảnh sắc nét hay những thước phim sống động đầy màu sắc. Ngoài ra thì bạn cũng có thể chat video call với bạn bè hay chụp những bức ảnh selfie độc đáo nhờ camera trước 2MP. Mobistar Tuckpin 402C có thiết kế đẹp, thanh thoát, dễ cầm nắm và đặc biệt là giá cả hợp túi tiền mọi người. Sản phẩm sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn trẻ đang có mong muốn trang bị cho mình một chiếc điện thoại cao cấp giá rẻ. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.